Vâng, chào mừng tất cả các bác nha. Mời các bác cùng xem 4 hoa hậu bot 1600 series 6 nha các bác. Hàng em chiến dạy ngân hàng và tiến lừa về. Em mời các bác cùng xem đồ đẹp nha. Đây là hàng sưu tầm nha các bác. Bác nào mình sưu tầm hàng đẹp thì alo cho em chiến nha. Bot 1600 series 6 thì cấu hình là 1300W, chạy 20 sò. Cấu hình là 4 tờ lọc nguồn lọc điện vân vân. Nói chung là nó rất là nổi tiếng rồi nên em không còn giới thiệu nhiều nha các bác. Kiểu là em que và giới thiệu những sản phẩm về 4 con đồ đẹp long lanh cành đào. Giá là 14.500.000 đã bao gồm phí ship nha các bác. Bác nào mình chốt sản phẩm thì alo cho em qua hai số điện thoại trên nha. Đây các bác thấy đồ mới nha. Đấy, bốn hoa hậu đều đồng giá là 14.500.000 đã bao gồm phí ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Các bác lưu ý khi mua những con ba con đẩy xịn sò bên em thì được tặng kèm một bộ dây ba lăng kết nối từ vang xuống để các bác sử dụng để truyền tải tín hiệu ở mức tốt nhất có thể nha. Bộ dây trị giá là 350.000, dây canret của Nhật. Bác nào mình lấy thì cứ alo cho em chiến nha. Những con bot này là dòng chuyên nghiệp chơi gia đình nha các bác. Cực kỳ tuyệt vời về sắc âm của nó là khỏi bàn. Quấn hay lắm nha các bác. Nếu mà các bác nào chơi bot thạch BMB á, bot thì quá tuyệt vời, các bác mình ghép vào á là mình trùng bộ với cái gia đình chúng ta luôn. Hoặc là các bác chơi BMB thì nó không phải riêng những dòng mà quấn những dòng loa bot đâu các bác. Nó đánh loa full rất là hay. Với con 1600 này các bác chơi full một cặp 40 thoải mái nha. Hoặc là chơi hai full 30, có nghĩa là các bác có thể chơi được hai cặp BMB bát 30 nha các bác. Cực kỳ khỏe nha. Đây là cái nắp vỏ có 4 con nha. Đẹp kiến công hết cho các bác. Đây, em nào cũng đẹp như nhau hết nha các bác. Và đồng giá là 14.500.000. Đây các bác thấy đẹp này. Đây là cái lọc nguồn nha các bác, lọc nguồn. Nguồn tụ nguồn, gọi là phần công suất. Đấy. Em nào cũng vậy nha các bác. Và đẹp như hoa hậu các bác, chứ mua thùng xốp nha. Đấy, các bác nào mình xém sửa chơi Tết và nghi nhạc hát karaoke gia đình với những cặp loa xịn sò như là BMB sạc Win Vega. Đối với em này các bác chơi sạc Win Vega bắt 40 nha, kèm thêm một cặp 20 nữa ok nha các bác. Đây các bác thấy đồ đẹp này. Đây là em đã tháo nắp ra rồi các bác. Giá đã bao gồm phí ship là 14.500.000. Thì phía sau của nó thì sẽ được có cái đường tín hiệu vào và cổng loa các bác. Đây rất là mới nha. Hàng xuất cho thị trường châu Âu 230V các bác. Nên rất là tiện cho Việt Nam chúng ta, Made in USA nha các bác, những cái này sản xuất tại Mỹ hết nha. Hàng Mỹ. Nếu nó xuất ở thị trường Nhật nó sẽ là điện 100V, còn ở thị trường nội địa Mỹ nó sẽ là 120V. Còn xuất cho thị trường châu Âu hoặc là như là Việt Nam chúng ta thì nó sẽ có là 230V. Đây các bác thấy đồ đẹp chưa? Rồi một con nè. Con thứ hai này các bác xem này, cái đít đó đấy quá phê các bác. Rồi con tiếp theo, nói chung là thiếu mỗi thùng xốp thôi nha các bác, hàng sưu tầm nha. Đấy mới chắc hết nha. 14.500.000 là các bác đã sở hữu một con bao bot, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Mỹ. Đấy, nói chung là bác nào lấy thì alo cho em. Bốn con này thì nó như nhau hết à. Theo đồng giá là 14.500.000. Mà hàng bên em nhập về là hàng tuyển hết nha các. Hàng lựa kỹ lưỡng hết, dặn dò phải kỹ lưỡng từ bên đó mới đưa về tới shop em nha. Đưa đến cho các bác là những sản phẩm nó tốt nhất, chất lượng nhất cho các bác. Nghi hay trưng bày đẹp là tiêu chí bên em. Giá bên em bán luôn luôn bao ship và được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha bác. Khi các bác mua đẩy hoặc là bao công suất bên tại shop em chiến này sẽ được tặng kèm một bộ dây ba lăng trị giá là 350.000, dây của Nhật canret xịn sò để các bác kết nối từ vang xuống hát karaoke nghe nhạc. Thì những con bot này tuyệt vời và kết nối với những con vang thì bên em cung cấp vang là Audomeca, một thương hiệu vang số liền cơ cao cấp đến từ thương hiệu của Pháp. Có chế độ hát chuyên nghiệp và chế độ hát gia đình rất là tiện lợi cho chúng ta. Giá là 3.500.000 một con vang nha các bác.
Rồi bác nào mình có sở hữu muốn sưu tầm con boss 1600 CD6 này thì alo cho em Chiến nha.